Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Easy Friday và mình là Hậu. Trong video này, mình với các bạn sẽ cùng nhau mình làm cái trang là gọi là blog details các bạn ha. Tức là ví dụ mình đang có danh sách những cái bài blog ở đây ha. Và khi mà mình click một cái item thì nó sẽ đi tới cái trang chi tiết để nó hiện ra nội dung của cái bài blog này. Thì hiện tại là nó đang sẽ show, khi mình click vào nó sẽ là để là 404. Mình chưa có xử lý nó. Thì bây giờ trong video này, mình với các bạn sẽ cùng nhau để xử lý cho nó có trang này nha. Rồi, ok Benjamin. Bắt đầu thôi. Rồi, ok ha. Thì bây giờ chúng ta đi sửa một chút xíu. Đây là cái trang blog list page hiện tại ha. Cái này đang để là any, mình sửa lại luôn thành cái model boss luôn ha. Rồi option shift O để cho nó, để mình bật cái ông thần có rồi nè. Rồi. Ok, đổi kiểu dữ liệu. Thứ hai nữa là cái trang mà boss detail các bạn, thì mình đã có ở bên cái ông thần này nè. Đó, cái boss nó là cái boss ID nè các bạn ha. Thì ở bên blog này nó cũng y chang vậy, cấu trúc nó y chang. Mình bash cho lẹ ha. Thì mình đổi lại, mình lấy cái tên param á, nó là slug ha. Slug là cái đường dẫn URL các bạn ha, cái đường dẫn URL á, cái phần đường dẫn URL á. Rồi thì bây giờ mình sửa lại tên xíu nè. Bây giờ mình cho là này là boss page, mình cho là blog page đi. Rồi cái này nhận vào là một cái boss ha. Model nè. Ok. Ở đây á thì các bạn thấy là cái phần router is form back này nè, rồi cái phần revalidate này mình sẽ không dùng. Lý do là tại vì mình ở trong chương 5 của mình á, mình muốn là sử dụng cái SSG thôi và mình không muốn dùng ISR ha. Thằng ISR thì mình sẽ sử dụng ở trong cái chương 7. Còn đối với chương 5 á, thì mình sẽ không dùng ISR mà mình chỉ dùng SSG thôi. Đồng nghĩa với việc là nếu như mình có 3 bài blog thì bạn vào đúng 3 cái đường dẫn bài blog đó thì nó show ra. Còn nếu như bạn vào một đường dẫn không có thì nó show 404 luôn. Đó. Cho nên là ngay chỗ này mình sẽ không có xài cái revalidate luôn ha. Và cái chỗ formback này mình để là false. Đó. Ok ha. Rồi, cái tiếp theo của mình á là thì post page props. Mình bỏ, mình đổi mất tiêu rồi. Rồi, nó là blog page props. Ở đây á, thay vì là mình sẽ lấy từ API thì bây giờ mình sẽ lấy từ cái get post list các bạn ha. Get post list từ cái utility post của mình. Nó sẽ lấy từ những cái file mặt đeo đọc lên ha. Rồi cái ông thần này thì nó trả về cho mình một danh sách các post list rồi. Ví dụ này mình gọi là đây là một danh sách các post list. Thì cái post list này mình sẽ loop qua từng thằng và ứng với mỗi thằng mình sẽ lấy cái dữ liệu là cái post, cái này sẽ là một cái post, này sẽ là một cái post chấm chấm slug các bạn ha. Tức là mình sẽ lấy cái slug của nó làm cái ID ha. Ví dụ như là cái bạn mà vào siệt blog, siệt cái đây này, cái mớ này, cái khúc này gọi là cái slug này đó. Thì ứng với mỗi cái slug này ha thì nó sẽ chạy với một cái get state props này. Thì cái get state props này mình làm hơi căng. hơi tạm xíu đi ha. Bây giờ mình cũng sẽ lấy lại cái get boss list tiếp. Get post list, tức là sẽ có cách nào đó mà sẽ để tối ưu là chỗ này để mà không phải gọi lại thằng Nguyễn này hoài ha. Rồi thì từ tính. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm cái ông thần là bài post, nó chính là cái post list của mình chấm find, tìm dựa vào cái slot ha. Nó vào bằng cái slot của mình. Để mình chuyển xuống một chút xíu, này sẽ là slot. Ok, còn nếu như mà cái này nó gọi là slug các bạn ha. Slug, rồi, content param slug. Rồi, nếu không có là trả về not found. Còn nếu có thì tìm ra ha. Ok, mà nếu như mà không có boss, tìm mà không thấy boss luôn thì cũng y chang, cũng return not found luôn. Tức là nếu như mà đưa không truyền mình ở cái slot nó bị vấn đề gì đó, nó là faulty thì mình return not found. Còn nếu có slot mà mình tìm cho boss list không có cái bài boss nào mà cùng có cái slot đó cả thì cũng trở về not found luôn. Đó.
Rồi còn trong trường hợp ngược lại, tức là mình đã có được cái thằng boss này rồi nè, có rồi thì mình trả về luôn. À, như vậy là sau khi mình chạy video đây, nó sẽ có mấy bài blog ta. Ở đây mình có ba bài blog thì nó sẽ chạy cái này ba lần nè. Đó, nó sẽ chạy này ba lần, rồi sau đó là nó cứ đi, nó sẽ trao ra những cái file item sẵn cho mình ha. Ok, thì ở trên này do là mình sử dụng cái format fonts này nè. Cho nên là mình sẽ không có cái phần format này, mình bỏ luôn. Rồi bỏ, không xài rồi ta bỏ luôn. Rồi. Boss không có, return null. Boss detail page title description. Mình show thêm một cái nữa là thẻ B đi ha. Và mình dùng cái post.md content. Nó là cái nội dung của cái mặt tao các bạn ha. Rồi coi thử nó ra cái gì các bạn ha. Rồi, mình reload lại cái này. Hy vọng là lên. Ơi, lên cái coi. Rồi, objects are not valid as a React child. Rồi, ok. Thì chắc là nó sẽ bị dính tới cái gì đấy, ví dụ file này, object with key name, title, profile, avatar gì đó. Thì nếu như mà mình coi lại cái của mình ha, ví dụ title này, title của mình là string nè. Author của mình hiện tại đây là một object các bạn ha, nó là một cái object author. Cho nên nếu như mà mình để một object thì render không được. Ok, thì undefined mình lại cái đây là cái name ha. Đó, mình phải chấm cái name là cái string. Đây là cái string, rồi em được content cũng là string. Rồi. Làm gì căng chửi ghê. Lại rồi, thì các bạn thấy lúc này là mình đã có được cái trang là Git dùng trong thực giảng thực tế gì đó, nó là một cái slot ha. Và cái slot này mình định nghĩa trong cái chỗ này nè. Đây nè, Git dùng trong dự án gì đó đây nè ha. Đó là nó sẽ trùng cái slot đấy. Bây giờ mình trở về chút xíu, mình qua cái bài blog khác ha. Ví dụ lộ trình học gì đó nè. Đó, mình qua cái lộ trình học này. Đó thì các anh thấy là nó vẫn ra được ok ha. Đó, nó không có bị 404 nữa và nó show được cái nội dung của mình lên. Ok. Thì cái vấn đề tiếp theo của mình á là nội dung hiện tại của mình, đây là cái chuỗi, nó là cái chuỗi của cái chuỗi mạc DAO. À dạ. Đây là cái khúc này nè, nó là cái chuỗi mạc DAO các bạn. Nhưng bây giờ mình đang show lên trên web mà, thì nó phải là chuyển sang cái dạng HTML. Thì bây giờ mình phải làm một cái cách nào đấy để mình xử lý, để mình biến cái chuỗi mạc DAO này nè thành cái dạng là HTML format. Rồi, thì cái phần này nó sẽ hơi phức tạp một xíu, thì mình sẽ xử lý ở video tiếp theo ha. Trong video này, mình với các bạn đã xử lý được cái chuyện đó là mình add thêm cái trang là blog details nè. Và mình lấy được nội dung của nó ha. Thì hiện tại mình có mình sẽ dùng cái get boss list này để lấy được danh sách của bài boss, và mình sẽ generate ra những cái path là có cái param là slug này đó, và dựa vào những cái boss.slug. Thì boss.slug này thật ra là nó là những cái slug mà bạn định nghĩa trong cái file mặt đào này ha. Đó, đây là những cái slug này nè, đó những cái slug này. Rồi thì ứng với mỗi cái slug này ha, thì nó sẽ chạy đi, nó ghép từ ra từng cái bài boss ha, dựa theo cái slot mà bạn trả về trong cái thằng path này. Ở đây bạn trả về, giúp bạn trả về một cái mảng ba cái đi, thì nó sẽ chạy quỹ này ba lần này, thì nó sẽ đi lấy ra từng bài boss đây. Rồi sau đó nó sẽ chạy vào cái ông thần này, nó generate này, thì mình đã lấy được dữ liệu của từng thằng rồi, ra được dữ liệu rồi, có MD content của từng thằng luôn rồi. Như vậy bây giờ là mình đã có cái chuỗi mạc DAO rồi. Bây giờ mình nhiệm vụ tiếp theo của mình là biến từ cái chuỗi mạc DAO thành cái chuỗi HTML để nó render được trên web đúng cái format, header, code rồi cái kiểu ha. Rồi, mình với các bạn sẽ cùng nhau xử lý ở video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.